Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, hoàng đế được xem là những người nắm trong tay quyền lực và địa vị tối cao. Thế nhưng sự thực là dù cho có ở ngôi cửu ngũ chí tôn, họ cũng không thể đứng ngoài vòng tuần hoàn của sinh lão bệnh tử. Khác với quan niệm chết đi là về với đất của thường dân bách tính, các vị vua thời xưa cho rằng cái chết chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc sống huy hoàng mới ở thế giới bên kia. Cũng bởi vậy mà không ít bậc thiên tử của Trung Quốc thời xưa đều đã huy động rất nhiều nhân lực và tài lực để xây dựng cho mình những nơi an nghỉ đồ sộ và bề thế. Cho tới ngày nay, giai thoại về những câu chuyện ly kỳ xoay quanh các lăng tẩm đế vương Trung Hoa vẫn là một đề tài được rất nhiều hậu thế quan tâm và chú ý. Và trong số những ngôi mộ hoàng tộc ẩn chứa nhiều điều bí ẩn đó, bốn lăng mộ dưới đây được xem là nơi sở hữu nhiều điều kỳ lạ tới nỗi phải dùng tới hai chữ nghịch thiên để hình dung. Ly kỳ bốn lăng tẩm đế vương đáng sợ nhất lịch sử Trung Quốc còn tồn tại đến ngày nay. Vào thời phong kiến, quyền uy của thiên tử là tối thượng nên sau khi qua đời, lăng mộ cũng trở thành thứ tượng trưng cho quyền uy và địa vị của họ. Dù là ngoại hình hay bố cục bên trong, thậm chí là những vật bồi táng đều ẩn chứa rất nhiều tâm tư và ý tưởng của các hoàng đế. Ngày nay, dù khoa học hiện đại đã phát triển vượt bậc, khi đối diện với những lăng mộ được gây dựng nên bởi bàn tay và trí tuệ của người xưa, đại diện cho đỉnh cao quyền lực của phong kiến này, chúng ta vẫn còn phát hiện được vô vàn chuyện đáng kinh ngạc và không cách nào giải thích được. Hầu hết các lăng mộ và quan tài của các hoàng đế ở Trung Quốc đều được xây theo dạng hình vuông. Chắc hẳn điều này có liên quan đến quan niệm trời tròn đất vuông của họ, cùng với niềm tin rằng người chết có thể sống một cuộc sống an ổn dưới suối vàng. Nhìn lại suốt chiều dài của lịch sử Trung Hoa, không khó để nhận thấy hầu hết các vị vua dưới chế độ phong kiến tại đất nước này đều là nam hoàng đế. Thế nhưng vào thời nhà Đường, sử sách đã ghi nhận sự xuất hiện của vị nữ đế, đó chính là Võ Tắc Thiên, người sáng lập ra vương triều Võ Chu. Trong số hơn 300 vị vua và hoàng đế trong lịch sử Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng và Võ Tắc Thiên là hai trong những nhân vật đặc biệt, khiến nhiều sử gia tranh luận trong suốt một thời gian dài. Nếu như Tần Thủy Hoàng nổi danh là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử của đất nước Tỷ Dân, thì Võ Tắc Thiên lại được biết tới là nữ hoàng đế có 102. Thậm chí bà còn thiết lập nên cả một triều đại thịnh trị như Võ Chu từ năm 690 đến năm 705. Đây thực sự là một chuyện hiếm thấy trong lịch sử. Sau khi kết thúc cuộc đời đầy thăng trầm của mình, Võ Tắc Thiên đã được hợp táng cùng chồng là Đường Cao Tông tại Càn Lăng, khu lăng mộ tọa lạc tại huyện Càn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Nơi an nghỉ của đôi vợ chồng hiếm hoi đều ở ngôi đế vương này có quy mô hết sức đồ sộ với kiểu cách mô phỏng lại kiến trúc của kinh đô Trường An. Bắt đầu được khởi công xây dựng từ năm 684, nhưng lăng mộ lộ thiên này phải mất tới 23 năm để hoàn thành. So với gã khổng lồ là nơi yên nghỉ của hoàng đế Tần Thủy Hoàng, Càn Lăng của nữ hoàng Võ Tắc Thiên và chồng là Đường Cao Tông Lý Trị có quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, xét về kỹ thuật cũng như những cạm bẫy ngầm bên trong thì chưa chắc Càn Lăng đã thua kém. Điều đáng nói hơn còn nằm ở chỗ, Càn Lăng từng trải qua 17 lần cướp phá, trong đó lần quy mô nhất có tới 400.000 người tham gia. Nhưng dù xâm phạm nơi an nghỉ của Võ Tắc Thiên vì lý do gì thì những kẻ này vẫn chưa bao giờ đạt được mục đích. Nhiều giai thoại ly kỳ còn truyền lại rằng lăng mộ này có khả năng hô mưa gọi gió để cản trở kẻ xâm phạm. Thậm chí ngay tới súng đạn và thuốc nổ cũng chẳng thể khiến cho cánh cửa vào địa cung có chút suy chuyển nào. Ôn Thao cũng từng huy động lực lượng lên tới 2 vạn người để tiến hành khai quật Càn Lăng. Thế nhưng cứ hễ đào bới thì trời bỗng nhiên nổi giông bão, sấm sét đến độ khiến nhiều người sợ hãi. Chưa hết, nhóm những người tham gia khai quật cũng liên tiếp không may qua đời vì bệnh tật hoặc lý do bất ngờ. Sau vài lần không làm được gì, cuối cùng Ôn Thao cũng phải từ bỏ ý định xâm phạm Càn Lăng và mơ ước chiếm đoạt kho báu của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Sau đó, mặc dù nhiều lần mộ tặc xâm phạm, thậm chí dùng cả thuốc nổ để phá núi, nhưng Càn Lăng vẫn vô cùng vững chãi và dường như chẳng hề hấn gì. Điều này khiến nhiều sử gia và các chuyên gia nghiên cứu ngạc nhiên. Một số người thậm chí còn cho rằng, có thể nữ hoàng đế đã tiên liệu về việc lăng mộ hợp táng của bà và chồng sẽ bị mộ tặc dòm ngó nên đã ngầm bố trí những cạm bẫy ở khu vực yên nghỉ của mình. Nhưng việc bà đã làm ra sao và những cái bẫy mà dân gian thường đồn thổi về lời nguyền đáng sợ khi xâm phạm Càn Lăng đến nay vẫn còn là một ẩn số.
Vào năm 1958, một số người dân địa phương vô tình chạm tới gần lăng mộ của Võ Tắc Thiên khi thực hiện hoạt động khai thác đá. Nhưng sau đó, khu vực này đã bị các cơ quan chức năng phong tỏa. Quần thể lăng mộ xa hoa của 13 vị hoàng đế nhà Minh gọi là Thập Tam Lăng, được xây dựng liên tục trong hơn 200 năm và trải rộng trên diện tích 40 km, nằm ở chân núi Thiên Thọ, trước đó tên cũ là núi Hoàng Thổ, huyện Sương Bình, cách thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc khoảng 50 km về phía Tây Bắc. Với tầm vóc quy mô lớn cùng giá trị văn hóa lịch sử, nơi yên nghỉ của 13 vị hoàng đế nhà Minh đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2003. Kể từ lăng mộ đầu tiên của Vĩnh Lạc Đế, vị hoàng đế thứ ba của nhà Minh, được xây dựng vào năm 1409 và lăng mộ cuối cùng vào năm 1644 khi nhà Minh sụp đổ. Quá trình xây dựng quần thể lăng tẩm quy mô lớn này của nhà Minh mất tới hơn 200 năm. Theo đó, Thập Tam Lăng được xây dựng dựa theo thuật phong thủy, có liên quan chặt chẽ với đạo giáo, một hệ thống triết học của Trung Quốc chú trọng tới sự hài hòa giữa yếu tố con người và môi trường thiên nhiên xung quanh. Mỗi lăng mộ trong Thập Tam Lăng dường như được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế thì mỗi nơi yên nghỉ của các vị hoàng đế nhà Minh đều có vị trí được chọn một cách tỉ mỉ với chiến lược cụ thể và độ chính xác cao. Theo một số ghi chép lịch sử, tất cả các điện trong Thập Tam Lăng đều được xây dựng bằng gỗ nam mộc, một loại gỗ rất quý ở Trung Quốc. Cụ thể, trong triều đại nhà Minh, có một nhóm người đặc biệt được lệnh đi tới các vùng ở phía nam Trung Quốc để thu thập loại gỗ quý hiếm và đắt đỏ này. Ngoài ra, một vật liệu đặc biệt khác dùng để xây dựng, lát nền cho các điện trong Thập Tam Lăng, đó là một loại gạch đặc biệt có nhiều ưu điểm vượt trội. Mỗi viên gạch này đều được khắc một chữ thọ và có trọng lượng khoảng 25 kg. Người ta nói rằng vào thời nhà Minh, 1 triệu viên gạch được yêu cầu sản xuất mỗi năm. Đáng chú ý là, để được chọn là cống phẩm vào triều đình thì mỗi viên gạch đều phải có chất lượng tốt, rắn chắc, có bề mặt mịn màng và phát ra âm thanh rõ ràng khi gõ vào. Tên của nơi sản xuất gạch và những vị quan phụ trách cũng được in lên trên mỗi viên gạch để sau đó tiến hành kiểm tra. Hiện nay, chỉ có 3 lăng mộ thuộc quần thể này được mở cửa cho công chúng tham quan, đó là Trường Lăng của Vĩnh Lạc Đế, Chiêu Lăng của Long Khánh Đế, Hoàng đế thứ 12, Định Lăng của Vạn Lịch Đế, Hoàng đế thứ 13 của nhà Minh. Không chỉ dừng lại ở đó, một trong những yếu tố khiến Thập Tam Lăng lọt vào danh sách những ngôi mộ đế vương nghịch thiên nhất Trung Quốc, chính là nhiều giai thoại tâm linh ly kỳ xoay quanh quần thể kiến trúc này. Trong số đó, nổi tiếng hơn cả phải kể tới lời nguyền lăng mộ của Hoàng đế Vạn Lịch. Nơi an nghỉ của vị hoàng đế này là một trong những ngôi mộ lớn nhất Thập Tam Lăng, được khai quật vào năm 1956 do đội khảo cổ của Quách Mạt Nhược tiến hành. Tuy nhiên, không ít người tham gia cuộc khai quật ngày ấy đã liên tiếp gặp phải những chuyện xui xẻo. Vợ của Quách Mạt Nhược treo cổ tự tử chết trong nhà, hai con trai của ông cũng mất mạng do tự sát. Người chỉ huy công tác khai quật thì bất ngờ gặp tai nạn máy bay. Người khởi xướng ý tưởng khai quật thì tự vẫn ở trong ngục. Không chỉ dừng lại ở đó, một vài người dân địa phương cũng gặp phải những điều bất thường khi lấy gỗ quý từ quan tài của nhà vua về dùng. Nhiều người trong số họ và người thân đều phải chịu những cái chết đột ngột hoặc những tai nạn nghiêm trọng mà chẳng rõ nguyên nhân. Hàng loạt giai thoại ly kỳ này đã khiến Thập Tam Lăng nhà Minh trở thành nỗi ám ảnh của giới khảo cổ Trung Quốc. Hiền viên hoàng đế là người đứng đầu trong ngũ đế của dân tộc Hoa Hạ từ thời viễn cổ. Lăng mộ của ông nằm tại núi Kiểu Sơn. Trong suốt mấy ngàn năm, không ai xâm phạm lăng mộ vị đế vương Trung Quốc này. Một số người cho rằng hiền viên hoàng đế chỉ tồn tại trong các truyền thuyết, giai thoại. Những câu chuyện về ông hoàng này được dân gian thêu dệt nên. Tuy nhiên, không ít người tin tưởng hiền viên hoàng đế là nhân vật có thật trong lịch sử. Ông lập được nhiều công trạng to lớn cho dân tộc Trung Hoa. Chính vì vậy, dưới thời nhà Hán, người dân xây dựng lăng mộ cho hiên viên hoàng đế để thờ phụng ông hoàng nổi tiếng này. Theo đó, lăng mộ của hiên viên hoàng đế tọa lạc ở núi Kiều Sơn, Hoàng Lăng, Thiểm Tây, Trung Quốc và tồn tại đến ngày nay. Xung quanh khu mộ của hoàng đế là khu rừng bách xanh tốt, một số cây bách có kích thước khủng khi cao tới gần 20 mét và phải tới 7-8 người ôm thân cây mới hết. Bên trong lăng mộ có nhiều ngọc ngà, châu báu mà người dân dâng lên để tỏ lòng tôn kính với hiên viên hoàng đế. Điều kỳ lạ đến khó tin là lăng mộ của hiên viên hoàng đế không bị kẻ gian mạo phạm trong suốt hàng ngàn năm dù bên trong có nhiều bảo vật giá trị.
Nhiều người tin rằng sở dĩ lăng mộ của ông Hoàng nổi tiếng lịch sử Trung Quốc không bị xâm phạm là do ông được dân chúng tôn sùng, coi là thủy tổ của dân tộc. Do vậy, không có người nào cả gan trộm cổ vật bên trong vì sợ phạm tội bất kính và bị trừng phạt. Được xây dựng ròng rã trong suốt 38 năm, lăng mộ Tần Thủy Hoàng từ lâu đã được biết tới là một trong những ngôi mộ đế vương nổi tiếng nhất Trung Quốc. Địa danh này nằm tại phía bắc núi Ly Sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Mặc dù danh tiếng của lăng mộ và vị chủ nhân nằm bên trong từ sớm đã vang xa, thế nhưng sự thật là cho tới ngày nay, lăng Tần Thủy Hoàng vẫn chưa được khai quật hoàn toàn. Có lẽ cũng bởi địa cung bên trong chưa từng được mở ra, nên nơi an nghỉ của vị vua được mệnh danh là thiên cổ nhất đế ấy vẫn tồn tại không ít những giai thoại rùng rợn, đáng sợ. Nhiều người tin rằng bên trong địa cung của lăng Tần Thủy Hoàng được bao quanh bởi một dòng sông Thủy Ngân, khiến cho nơi đây trở nên bất khả xâm phạm. Không chỉ vậy, có giai thoại còn truyền lại rằng lăng mộ này còn được thiết lập vô số những cạm bẫy nguy hiểm và có thể lấy mạng bất cứ kẻ nào cả gan quấy phá giấc ngủ của hoàng đế. Bên cạnh đó, những câu chuyện về tượng binh mã từng chôn người sống bên trong cùng hàng loạt đồn đoán đặt ra về kho báu khổng lồ của lăng Tần Thủy Hoàng đã khiến hậu thế càng dành nhiều sự quan tâm và chú ý đối với địa danh bí ẩn này. Ngày nay, trong bảo tàng Định Lăng có đặt quan quách của Hoàng đế Vạn Lịch và hai hoàng hậu. Thực chất đó chỉ là đồ phục chế. Quan quách gốc đã bị hủy mất rồi, hài cốt cũng không còn. Các ăn vật khác thì tuyệt đại đa số đều là đồ phục chế, mô phỏng lại những văn vật từng được khai quật năm xưa. Tương truyền, khi vua Vạn Lịch xây dựng Định Lăng đã đào được một tảng đá lớn là điểm không lành, là đại kỵ của phong thủy. Nhưng vua Vạn Lịch không muốn chuyển địa điểm khác để xây dựng lại. Có lẽ vì thế mà gây ra họa hoạn mấy trăm năm sau, khiến Định Lăng không được bình yên. Còn nhiều người dân bị tiêm nhiễm bởi thuyết vô thần nên đã tham lam, thấy lợi quên đạo nghĩa, tùy tiện đào mộ, hủy hoại văn vật. Thực tế là những hành động phá hoại, thương thiên hại lý. Một số người vì thế đã phải chịu quả báo, quả thực rất đáng buồn.